Thưa quý vị, trong năm 2021 có khoảng 150.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về Đắk Lắk để tránh dịch. Trong số đó thì có khoảng 128.000 người ở độ tuổi lao động. Đứng trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh tới thị trường lao động, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối việc làm để người lao động hồi hương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Từ cuối năm 2021 đến nay, nhiều phiên giao dịch việc làm như thế này đã được tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Phiên giao dịch này có 11 doanh nghiệp tham gia để tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm. Công việc đa dạng từ lao động phổ thông như công nhân gò, hàn, điện tử, giày da đến nguồn lao động chất lượng cao để đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Số mà các đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua trung tâm rất là lớn, hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký. Trong đó là nhu cầu tuyển dụng ngoài tỉnh rất là cao. Với tổng nhu cầu tuyển dụng đến nay là hơn 22.000 lao động. Về nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh thì đến thời điểm này là các đơn vị doanh nghiệp đã hoạt động và tuyển lại lao động rất là nhiều. Với nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 lao động. Với những lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phiên giao dịch việc làm giúp họ tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trung tâm luôn cung cấp những cái công việc mới nhất, cập nhật là thông tin nhanh nhất về cái vị trí cũng như là người tìm việc hay là người tuyển dụng. Vì thế nên là em lên đây để mà tìm hiểu một công việc nào đó phù hợp. Ngay trong phiên giao dịch này, gần 100 lao động đã tìm được cho mình một bến đỗ. Trong đó có cả những lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài. Muốn đi qua Nhật tìm một mức lương nào ổn định sau mấy năm về có thể nuôi sống bản thân. Không chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhiều phiên giao dịch việc làm cũng được tổ chức ở các huyện xa xôi trong tỉnh Đắk Lắk. Đã tổ chức 32 phiên giao dịch, thì có 85 lượt doanh nghiệp và các đơn vị trực tiếp tuyển dụng và được tuyển dụng trực tiếp thì có 330 người. Thì trong đó có 666 người, thì các cái nhà tuyển dụng sẽ hẹn sớm phỏng vấn. Sở cũng đã thành lập một tổ công tác đặc biệt đi làm việc với ủy ban nhân dân các huyện. Và trong đó có các phòng ban, đặc biệt là các đoàn thể chính trị xã hội và hỗ trợ cho người lao động trong các cái cuộc họp của chi đoàn, chi hội để giúp người lao động tìm kiếm việc làm. Đến tháng 3 năm 2022, trên 93% lao động trở về từ vùng dịch của tỉnh Đắk Lắk đã tìm được việc làm trở lại, tương đương hơn 119.000 người có việc làm.